Và bây giờ thì xin được mời chú Phạm Văn Mỹ sẽ chia sẻ về kinh nghiệm canh tác của mình với khán giả Lê Thanh Phong gọi điện thoại tới từ quyển Lấp Giò của tỉnh Đồng Tháp ạ. Thưa chú Mỹ, khán giả Lê Thanh Phong hỏi là đang canh tác lúa ở trên đất phèn có độ pH thấp và có cỏ khó trị. Như vậy thì khi mà sử dụng sản phẩm Cepilo trên đất phèn thì cần phải lưu ý những điều gì? Một nội dung nữa, khán giả Lê Thanh Phong hỏi là sử dụng Cepilo từ 1 tới 2 tiếng sau thì gặp mưa thì có cần phải phun lại hay không? Không biết là kinh nghiệm của chú Mỹ như thế nào, nhờ chú chia sẻ ạ. Tôi xin trả lời anh Lê Thanh Phong. Thì theo thuốc cỏ Cepilo này sử dụng trên đất phèn rất là tốt, rất là hiệu quả cao. Còn khỏi phối trộn với gì hết, chỉ cần một mình Cepilo, nhưng mà phun ở thời điểm từ 10 tới 12 ngày thôi. Còn nếu mà anh phun ở được 1-2 tiếng đồng hồ mà mưa thì khỏi cần phun lại. Yêu cầu 1 tiếng đồng hồ là cỏ nó sẽ chết rồi. Tôi có sử dụng rồi, tôi sẽ biết mùa mưa là phun, yêu cầu chừng 1 tiếng đồng hồ là nó hấp thu thuốc xong rồi là mưa gió bình thường nó vẫn chết. Tới ngày qua ngày hôm sau mình vô nước là 3 ngày sau mình thấy là gốc lúa, gốc cỏ đó nó phù ra rồi nó ngã ngang nó chết, là 3 ngày không còn cây cỏ nào hết. Xin cảm ơn anh. Vâng ạ, xin được cảm ơn chú Phạm Văn Mỹ ạ.